Vỗ tay được không ạ? Vâng, có thể anh chị đã rất là quen thuộc với lại chiếc đường phố, một anh chàng lúc nào cũng thuộc cái chùm tóc trên đầu, chuyên gia hát ở trong chợ bán bằng chải đánh răng. Vâng, đặc biệt tối đêm nay chiếc đường phố. Xin mời anh chào khán giả của anh. Alo. Vâng, lần đầu tiên tôi xin gửi lời chào tới tất cả mọi người ở đây. Em quê Hải Phòng, mới xuống đây được mấy hôm tham quan trong khu đất Sài Thành ạ. Vâng, lần này thì chiếc đường phố có về Sài Gòn thì cũng một tin rất là vui đến với những người yêu mến anh. Những người yêu mến chiếc đường phố Thanh Bằng Chải thì cũng có rất là nhiều, ngoài Bắc cũng có, trong Nam cũng có. Vâng, và mở đầu chương trình tối đêm nay, em xin gửi tới tất cả quý vị ca khúc đầu tiên, ca khúc được mang tên. Vâng, ca khúc được mang tên Không Phải Dạng Vừa Đâu, quý vị cho mình cú chạm vào tay được không ạ? Tôi không biết tôi là ai, là 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 bắt được sự thật của ca sĩ Duy, cũng bắt được sự thật của Kèo Kéo. Sự kết hợp độc đáo đã tạo ra cái tên đường phố. Đường phố là sao mà đi ta mà đến từ phút từ giây. Xung quanh chúng đây ôi sao mất tôi rất biệt. Đời thì cuộc sống của sống của tôi mà thôi. Chẳng là có ai hay là mất thời gian ai. Còn ngày chỉ được lại đây cùng tôi và bay. Anh thấy chúng đây kéo tôi bước đi một ngày. Để cho nhìn lòng chẳng mong chờ ai đợi ai. Vì ngày sau mỗi kèo kéo ước mơ. Tôi không được nghe danh than buồn lỗi. Không sao tôi cười, không cần người hòa tan nói hiểu thế gian. Hỏi đời cùng tôi sống chừng phút giây, tôi còn được tiền thanh tan muôn lời. Tôi chẳng thể kiềm không sao tôi cười, không cần người hòa tan nói hiểu thế gian. Hỏi đời cùng tôi sống chừng phút giây. Tôi đi ngày trước giờ, thấy thân thiện của mấy người thân mật, thì tôi sẽ buồn cười. Cho đến tháng ngày, tuổi ngày, tôi thấy bản thân này vẫn im bình chân mình, không còn những quan vô lên. Đó là buồn vì nó lại nhé, để nó chuyên đời lại nhé. Mọi chuyện buồn vì nó lại nhé. Nhưng mà đi ngày mai, đừng làm ăn đi ngày mai. Vì lại không xa bao nhiêu, tương lai là phải ngày mai. Thì cuộc đời nghe thấy, tự mình sống sao một việc ngày mai. Nút ta đi cùng đường ngoài kia, bay lên cùng nhìn vẫn vỡ. Ta phải đi gì người. Từng ngày bình minh đón tương lai hoàn lên thêm trong một ngày mới tươi mới quên giấc mơ ở phía cuối đoạn đường một ai đó đêm nay giờ cánh tay ôm lấy tôi vào lòng một đôi tay kiếm tìm một đôi mắt ước tìm một người chẳng phải là ai là ai tôi lần cuối con đường kia thanh tan muôn lối nơi chưa thực hiện không sao tôi tới tôi không muốn hoàn toàn nói hiểu thế gian có ai để cùng tôi sống chẳng được phút giây tôi còn người kia thanh tan muôn lối nơi chưa thực hiện không sao tôi tới.
tôi quên mất mẹ kia núi rừng mình mùa xưa mời em một lần rời xa nơi đã yên vui lên đây thăm lính ở trên rừng chúc mọi người ăn buổi tối thật là vui vẻ. Anh chỉ là bón lại đây một tầm 15 phút thôi. Bây giờ kính thưa tất cả anh chị, toàn là nhân vật thứ ba, xíu nữa là anh mà ra là chị hết hồn luôn. Thành phố thân về vui đồng vui chân mùa là quê phở đang đồn ta đây chẳng ai thương em tên lại không rượu mềm môi không đánh không trà chẳng hợp vừa trả thân lại mừng xuân đang vẫn lương cố bón rau thừa bằng đèn vừa rồi của tất cả quý vị đã dành cho Thánh Bằng Chải Chiếc Đường Phố. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ sẽ là nhân tố bí ẩn tối đêm nay. Em muốn dành một sự bất ngờ tới cho tất cả quý vị, những quý vị nào đã từng ở Bùi Vị Nhậu, đã từng mua kẹo cho Bùi Vĩnh Phúc thì hôm nay anh chị sẽ rất là vui. Và ngay bây giờ cũng là món quà của em gửi tới tất cả quý vị. Vâng, vâng. Một em xin tả ca sĩ này thôi, rồi sau đó anh chị tự phát hiện. Ai phát hiện rồi thì vỗ tay thật lớn để em biết là anh chị đã phát hiện ra rồi nha anh chị ơi. Một ca sĩ không đẹp trai, hát cũng được thôi. Một tháng ra 150 em đi. Có phải anh chị có thể là lớn tên ca sĩ này để anh ra đâu ạ? Cần liệt ra
rơi cái là lượm luôn mà chết luôn á. Vâng, rồi bỏ nó ra anh. Rồi, cảm ơn anh đã trả nó. Tiếp với chương trình. Vâng, tối đêm nay bộ ba phép thuộc tụi em tới đây. Vâng ạ, lệ rơi đến từ Hải Dương, Bùi Vĩnh Phúc thì bán kèo kéo ở Sài Gòn và Thánh Bằng Chải ở Hải Phòng bán bằng chải chiếm đường phố. Vâng ạ, và kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là vài câu lệ rơi gửi tới tất cả quý vị, đặc biệt là lệ rơi rất là run cho nên khó nói lắm nha, anh chị cũng ráng thông cảm cho lệ rơi. Alo, thì lời đầu tiên cho lệ xin gửi lời chào tới cô dì chú bác tất cả quý vị. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Em của ngày hôm qua. Chia tay trong em không còn nhiều vui vẻ, tình yêu chỉ giữa cho em là rơi ca, để một số cái tim anh từng buông tay anh được câu mà và từng mắt yêu đuôi và tôi quay lại với anh nhìn rằng không biết qua đâu cho lớp còn một người cho tôi kia là bắt đầu vẫn rơi thì em có bơi về là bất ngờ đừng nhìn anh nữa đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu em còn là em và khóc rơi em muốn quay lưng quên nguyên đi à. Từng nhớ trong em sẽ còn xa xôi, không muốn vừa mình trong mơ, không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Như ta biết lâu mình anh ngồi đây thì mình chỉ có dương gian như chơi chơi từ những lúc vui vẻ là ta chia đường tại giấc mơ chỉ là quá xa em không còn biết ta nếu không tiếp tục là hai sẽ cố đừng có mong sao mạnh mẽ và là em vậy đi tạm biệt em nhắm mắt lại và hãy nghĩ đi em đâu là em thương cho mình em phải thức em người rồi lẽ rồi làm cái xe rồi. Từ từ bay nơi anh, đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu còn là em và các rồi em muốn quay lưng quên nước đi à. Tình yêu trong em thì toàn xa rồi, không muốn vùi mình trong ai, không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nay. Kẹt xe lắm rồi ạ, bạn em phải dừng tạm dừng chương trình này đây để cho con đường này thông ạ. Đấy, một nụ cười bằng 10 thang tốc bổ để làm cho mọi người cười rất là khó. Và anh Lệ đã làm được cho mọi người cười. Cái điều đấy là... Vâng ạ, chương trình tụi em xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành những tình thương đến anh Lệ rơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ đứng dậy kẹt xe rồi, vâng ạ, xin anh chị thương tình. Vâng ạ, có nghĩa là chúng ta sẽ tách nản ra, giãn ra. Vâng ạ, cho một tràng vỗ tay cuối cùng dành cho Lệ rơi được không ạ?